Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Aerob, kênh chuyên làm những sự kiện Aerob Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Aerob từ dự án CrowdSwap. Để tham gia vào sự kiện Aerob này, mọi người click vào link mình để tự giữ phần mô tả video. Tham gia sự kiện Aerob từ dự án CrowdSwap, mọi người sẽ ăn chia 60.000 token Crow. Đây, sự kiện Aerob này chỉ dành cho 1.000 người may mắn nhận thưởng. Rồi, sau đó mọi người tiến hành giải mã captcha. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ token group của dự án trên Telegram. Sau khi token group của dự án trên Telegram xong, mọi người quay trở lại support. Mọi người click vào submit data. Tiếp theo mọi người tiến hành gửi username Telegram của mình. Mọi người vào một setting. Sau đó mọi người tiến hành vào một edit profile. Sau đó mọi người tiến hành copy username Telegram của mình. Rồi mọi người gửi về support. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện Aerob từ dự án này. Mọi người like và retweet lại. Sau đó mọi người về trang cá nhân trên Twitter của mình. Mọi người tiến hành copy link profile của mình. Rồi mọi người gửi về support. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Polygon Matic. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc là Trust Wallet. Tiếp theo mọi người bấm Status. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà support yêu cầu xong, mọi người sẽ nhận được một link rep của mình. Link này mọi người có thể mời bạn bè, hàng người thân của mình tham gia sự kiện Aerob từ Nhật để nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ mình.